Chào bạn, chào mừng quay trở lại với kênh của Reviews. Và trong video này mình sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của chị em rằng những người nào mà thích những sản phẩm mà phải cái gì đó phải to, dài các thứ, phải nặng, phải đầm và phải thật là lâu thì mình sẽ chia sẻ trong cái video này. Thực ra đó là một chiếc iPad, đó là những chiếc iPad của nhà táo Apple. iPad thì luôn đánh vào phân khúc người dùng mà đã có một chiếc smartphone rồi mà cần một thiết bị có màn hình to để giải trí đã hơn hoặc là thuận tiện trong công việc hơn. Và trong dịp Tết này thì từ phân khúc giá thì bạn sẽ lựa chọn những sản phẩm iPad như thế nào sẽ là phù hợp nhất thì mình sẽ chia sẻ ngay trong video này. Đầu tiên, phân khúc giá rẻ nhất mà mình nghĩ rằng là phù hợp với các bạn về cả về màn hình sử dụng to, các thứ, thời gian pin rất là lâu, đó chiếc iPad 4. iPad 4 hiện tại thì đang có mức giá chỉ khoảng tầm 4 triệu đồng và đó là mức giá mà mình thấy là rất hợp lý so với sản phẩm mà đã ra mắt cách đây cũng khoảng tầm 3-4 năm rồi. Tuy nhiên thì với nhu cầu sử dụng hiện tại của người dùng thì iPad 4 vẫn đáp ứng đủ cho bạn. Nó sẽ có một cái màn hình rất là to 9,7 inch và cái độ phân giải của nó cũng khá là khiêm tốn thôi, mặt độ mảnh của nó là 264 PPI. Tuy nhiên cái chiếc máy này thì nó hơi nặng một chút, nó sẽ nặng khoảng tầm 662 gram và máy hơi dày 9,4 mm nên sau này cầm khá đầm tay và nặng. Sau đó iPad 4 thì sẽ phù hợp hơn với những bạn nào mua chiếc iPad này về và để ở nhà là chủ yếu để phục vụ cho cái công việc là giải trí xem phim cùng với người thân chẳng hạn. Và các bạn cần lưu ý rằng thì iPad 4 cũng hiện tại nó cũng không quá nhanh nữa, nó chỉ sử dụng con chip Apple A6X thì đem lại cái hiệu năng nó cũng tương đối là tốt ở trong những cái ứng dụng nhẹ và những game nhẹ thôi. Ứng dụng nặng thì mình không nên xài những cái máy cũ như thế này. Điểm mạnh của nó là nó có viên pin rất là lớn, 11.560 mAh và bạn có thể hoàn toàn dụng từ 2-3 ngày một cách rất là hợp lý. Mình đã nêu ra một số nhược điểm của nó rồi, máy khá là nặng thì không thể di chuyển được quá nhiều, cho nên là sau này nó sẽ phù hợp với bạn nào mà để sử dụng một chiếc iPad mà hay để ở nhà phục vụ cho công việc giải trí xem phim. Đó, sản phẩm thứ hai đó là chiếc iPad Mini 2. Thì đây là một sản phẩm mà mình nghĩ rằng nó sẽ phù hợp nhất với bạn nào mà yêu thích sự nhỏ gọn và cơ động. Với cái màn hình nhỏ hơn 7,9 inch nhưng mà cái độ phân giải nó khá là cao, mà độ điểm mạnh của nó phải tầm 325 PPI, mình không nhầm như vậy. Máy cũng khá là nhẹ. Thì trong phân khúc giá từ 5 triệu đồng thì chiếc iPad Mini 2 nó nổi lên rất là tốt với con chip Apple A7 thì bạn vẫn có thể chơi một số game ở thì hiện tại game 3D cũng khá là ổn rồi. Tuy nhiên thì sản phẩm này nó sẽ phù hợp với bạn nào mà hay di chuyển nhiều, mà nó phù hợp với cái công việc như bạn hay ngồi cà phê hay ngồi văn phòng mà cần một chiếc iPad nó cơ động hơn. Còn pin của nó thì nó cũng hơi hẻo một chút, pin của nó chỉ khoảng tầm là 6.470 mAh mà thôi. Và để bạn sử dụng chỉ khoảng tầm 1 ngày hoặc là tầm ngày rưỡi nó cũng thể hết được rồi. Thì chiếc iPad Mini 2 này tầm giá 5 triệu thì bạn vẫn có thể sử dụng khá là ổn với một cái thiết kế rất nhỏ gọn. Và sản phẩm cuối cùng mình muốn giới thiệu với bạn trong dòng họ nhà iPad này đó là chiếc iPad Air 2. Nhiều người thì hỏi tại sao không chọn iPad 1, tại vì thực ra là cái sự chênh lệch giữa Air 2 và Air 1 cũng không quá lớn nữa. Bạn sẽ nên nâng cấp lên phiên bản này thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều, cả về thiết kế, hiệu năng và như là những cái tính năng mà nó được đi kèm. iPad 2 thì đang có mức giá khoảng tầm hơn 7 triệu một chút thôi, là đó là phiên bản full box, bạn có đầy đủ sạc, cáp zin đi kèm theo máy. Ngoài ra thì sản này sẽ sở hữu những cái thiết kế khá là ổn ở hiện tại, nó vẫn rất là hiện đại và sang trọng lịch lãm. Bạn sẽ có một cái chiếc máy rất là mỏng, chiếc máy này chỉ dày khoảng tầm 6,1 mm và nó chỉ nặng hơn khoảng tầm 437 gram mà thôi. Nó rất là nhẹ và bạn có thể sử dụng, có thể cầm thoải mái trong vòng nhiều giờ mà không hề bị mỏi tay. iPad 2 thì bạn sẽ có thêm một cái cảm biến vân tay này, bạn sẽ có một bộ đôi loa kép ở phía dưới nghe rất là bát, rất là to và chắc. Đi kèm với đó thì Air 2 sẽ được trang bị một cái phần cứng khá là khủng với con chip Apple A8X, RAM lên tới 2GB và với cái cấu hình như thế này thì bạn vẫn có hoàn toàn khả năng chiến đủ tất cả những game như là Vanguard này rồi các thứ, Modern Combat thứ rất là mượt trên iPad 2 rồi. Mình đã có một cái video đánh giá chi tiết về hiệu năng của sản phẩm này, các bạn có thể xem lại video đó. Nói chung là với cái tầm tiền khoảng tầm hơn 7 triệu đồng thì iPad 2 nó sẽ phù hợp nhất với các bạn nào mà có kinh tế dư giả hơn một chút, yêu cầu một sản phẩm màn hình to, pin của nó cũng khá là khỏe, hơn 7.000 thôi mình có dùng, nhưng mà mình thực tế mình sử dụng khoảng tầm là 1-2 ngày vẫn rất là ok. Thì đây là một sản phẩm mà mình nghĩ rằng nó đáng mua nhất trong dòng họ iPad với những bạn nào mà có kinh tế dư giả. Đấy thì mình đã giới thiệu cho bạn một vài cái dòng máy rồi, từ phân khúc 4 triệu đồng, 5 triệu đồng và hơn 7 triệu đồng. Thì trong phân khúc này thì bạn vẫn có thể chọn được những chiếc iPad phù hợp nhất với bạn. Và nếu là bạn thì bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào thì xin mời để lại cho mình comment ý kiến bình luận ở phía bên dưới. Và bạn muốn so sánh chiếc iPad này với những chiếc máy tính bảng khác của Samsung hoặc Sony chẳng hạn thì hãy để lại cho mình phía bình luận. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Damn son, where'd you find this?